Nên chính vì điều đó là Nam cũng muốn giải thích kỹ hơn một chút để quý vị có thể dễ hình dung hơn về các cái đường chạy của cái cổ. Nó khi nó thoát được ra khỏi đây thì ok hơn. Còn bây giờ nếu mà có vam, có cắt nhả hoặc nó có uốn dây thì cái này cũng rất là cứng, nó sẽ bị hỏng mất. Nam đây, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nam có chỉnh sửa một cái cây xanh rất là già, rất quý của anh em mang đến nhờ Nam định hướng giúp, bởi vì anh em cũng không 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 làm tiếp được nữa, bởi vì cũng chú em có nói là nó, em biết là nó rất là quý, rất là đẹp, thế nhưng mà em không làm được, em sợ nó hỏng mất, thì là em mang đến nhờ anh định hướng giúp. Thì hôm nay Nam chia sẻ qua một chút với quý vị là cái cây xanh này tại sao mà chú em bảo là nó cứ mắc, em không giải quyết được nữa, với lý do nào đó là những cái điểm này này nó quyết định từ những cái điểm này, mà đây là những cái mà do cái nguyên do là chú ấy lấy cái chi này, cái cành mượn này này nên làm ngọn đấy. Đây là những cái nguyên nhân mà nó bị cái mạch này là mạch chính này, nó phát triển rất là mạnh, còn cái mạch phụ đây nó là một cái chi của cái trục này thôi, nên lấy cái chi này nên làm ngọn, nên thành ra là nó cứ không không đi đến đâu được nữa. Mà chú ấy bảo là em muốn làm lắm thế nhưng mà nó cứ vẫn cứ không thành. Thế nhưng mà lúc Nam có khuyên em là phải thay đổi lại cái tư duy suy nghĩ từ những cái điểm này, đó là mình phải thay đổi, đó là mình không được lấy cái chi này làm ngọn. Mà nếu lấy cái chi này làm ngọn thì cái mạch dẫn này nó dẫn rất là kém, thế cho nên là phải chuyển cái cổ ngọn ra cái phía này đấy. Đấy là một, còn một cái việc nữa là chú em chú ấy làm là nó cứ rối, khi nó mọc lên cái là nó tốt um, cứ các cái này này, cứ các cái dương này nó lên cái thế là lại kín, nó lại nấp luôn cái ngọn này. Đấy, cái ngọn thì ở chỗ này, mà trong khi đó cái mạch dẫn thì lại là mạch phụ thôi chứ không phải là mạch chính. Mạch chính ấy, quý vị có thể hình dung được mạch chính nó mạnh như thế này cơ mà, đây mạch chính nó rất mạnh, nhưng mạch phụ thì làm sao nó phát triển được, có nuôi sổng bằng mấy đi chăng nữa thì cái này nó vẫn cứ ra ngoài, nó vẫn lấy được nhiều ánh sáng hơn, còn cái này ở trong này thì bị đủ thứ các cái cành khác nó kẹp vào, nó làm cho cây không bao giờ phát triển được. Nên là chính vì những cái này là những cái nguyên nhân mà nó cũng là một trong những nguyên nhân mà làm cho chúng ta không dựng được cây nó được mạch lạc rõ ràng. Đấy là một, còn một cái việc nữa là cái tay này không bóc tách, không khống chế được triệt để, thế là cái mạch dinh dưỡng nó về đây rất là nhiều, thế nên nó cứ lớn đùng rồi đấy, nó to bằng cả cái đoạn này, thế cái điểm này, thế chúng ta phải, nên là những cái phần này chúng ta có thể mạnh tay một tí, chúng ta hãm đi thì chúng ta nhường cái dinh dưỡng vào các cái vùng khác. Chứ còn nếu chúng ta cứ tiếc là mà cứ nuôi, thế dần dần cái này nó cứ càng ngày càng phát triển, càng ngày nó càng to, thế thằng nào to cứ to, còn thằng nào bé cứ bé, thì cuối cùng là dinh dưỡng lên đến đây thì thằng này đã lấy mất nhiều rồi, xong rồi ra đến đây thì cái mạch chính này nó lại dẫn vào đây, nó lại lấy mất nhiều, rồi cuối cùng cái này càng ngày càng còi càng kẹp. Đấy là một, còn một cái việc nữa, nếu có lấy cổ ngọn vào đây thì sau này cái chỗ này cũng không phát triển được nữa, không còn đường mở nữa đấy. Đấy là những cái nguyên nhân mà làm cho cái cây của chúng ta nó không được mạch lạc rõ ràng. Còn đây nữa là những cái vùng này này nó không phân định được rõ ràng, thế là cứ ngoáy đằng này lại ngoáy đằng này, cuối cùng là ở chỗ này dương cũng có mà bán âm bán dương cũng có, nhưng cái này thì lại dương quá chẳng hạn như vậy. Thế trên này đúng cái đường co này thì lại làm một phát ở đây này, thế nào nó lại khóa luôn cái đường chạy này lại, thế là chỗ nào cũng có điểm dương dương quá nhiều, thế cuối cùng dẫn đến là không cái gì rõ ràng, không cái gì mạch lạc và không đi đến đâu, và cuối cùng là không quyết được cái gì, nó dẫn đến một cái tình trạng là không biết cắt cái nào, thế là bị rối tư duy, đến đây là bắt đầu bị rối. Còn một cái việc nữa ở cái vùng này đấy, ở cái vùng này cũng không phân định được mà cũng không biết cái này đi đến đâu như thế nào đấy, và cái cổ ngọn này nữa, đến phần cổ ngọn này nữa, phần cổ ngọn này cũng lại ngoáy thế này, xong cũng lại làm nhát thế này, cắt thì cắt vát đấy. Đây quý vị có thể hình dung cái nhát cắt vát ra như này đấy, mà cái cổ ngọn không thoát ra được nữa,
Bây giờ củ ngọn bao nhiêu này thì làm sao mà ra được cây? Yeah. Thì nhìn cốt thì rất quý, rất đẹp. Thế nhưng thiết kế là không thiết kế được nữa. Tức là chính vì thế là nó bị tắc. Đấy, mà cái này rất nhiều người mắc phải. Cho nên là khi chúng ta làm thì chúng ta phải tư duy để chúng ta mở mở nối ấy. Không mở được nối ra là sẽ không bao giờ phát triển được nữa. Đấy. Mở nối ra, không mở là tắc ngay. Đấy, mở ra thoáng ngay. mở ra là thoáng, cửa nó đóng nên làm gì nó chả bí. Đúng không? Đấy, đây này, ví dụ chẳng hạn như cái vùng này nó cứ vênh váo này này là chúng ta không phân định được rõ ràng. Nhà mình còn kéo cắt dăm không nhỉ Khoa nhỉ? Các ông phụ, các ông phụ thế. Nhà thiếu đồ sao mà đệ tử không mang ra cho thầy. Đây. Không mở được ra là tắc ngay. Trong cái đó nó cứ nghễu ngạo. Có những cái mầm ở trong này thì bỏ mất. Rất là nguy hiểm. Chỗ này là phải thiết kế lại triệt để. Nó cứ dối. Cứ dối thôi. Cứ dối thôi. Cuối cùng là không phân định được cái chỗ này lại một bông dương, chỗ này lại một bông dương. Cuối cùng là chả cái chỗ nào là ra cái bông dương rõ ràng. Nghệ nhân năm nay là chuyên đi gỡ rối. Thì dễ thì các bác ấy làm rồi, còn cái gì khó không làm được lại mình thôi. Thì trong bắt đầu lại chia sẻ. Đấy. Nhìn đến cái chỗ này nha Khoa nha, cắt thử đi rồi đúng không? Từ từ nhìn đi đã, phân định tư duy, cắt đi rồi nhưng vẫn bí. Thế thì ví dụ chẳng hạn mình mở cái nối nét này có đẹp không, cắt loại bỏ cả cái này, mở cái này có được không? Thoáng hơn. Đấy, thì nó sẽ không bao giờ vấp nữa. Đấy là một của một cái việc nữa là cái tay này đang cần hãm, chính cái tay này là cái tay đang cần hãm mạnh. Bây giờ mình phải lấy cái điểm này thì nó mới âm xuống, không nó không vách được lên nữa. Là một của một cái việc là cái điểm này nếu có kéo ra đây chăng nữa thì cũng về sau cũng vẫn vấp, Hướng đi là không đúng. đúng không? Bây giờ cái này thì đi hướng nào đẹp? Tôi kết kéo nó và mở vào chân nào để kết nối ra vậy. Chứ không có mặt chơi mà lõng có. Đấy nha, cái này là cái đường chạy của nó phải về đây, và mình có chia các cái chi thì mình mở ra từ đây kia này. Đấy, hoặc ở các cái vùng này mở ra mình phải loại cái phần này đi thì nó mới thoát được cái phần này về đây, nó mới mở được. Không có cả cái khoảng này, Nó cả cái khoảng này bị loãng đây, nhặt mấy cái mầm này đi này, quý vị có thể rất dễ nhìn. Đấy, thế nếu chúng ta mà không xây dựng mà không đúng cách ấy, thì là cả cái vùng này loãng, sẽ loãng đi rất nhiều, loãng đi rất là nhiều, cuối cùng là không đi được đến đâu. Đó. Khó chưa? Nào, củ ngọn đây. Rồi, từ từ, cái chỗ này tạm dừng ở đây đã. Nào, xe khoa thì củ ngọn đến đâu? Mấy điểm nào? chuyển ra này khép quá. Khép quá thì bây giờ lấy củ ngọn xong lấy tay ở đâu nữa? Khó đấy nhá. Tay ra cuối bên này. Tay bên đằng đấy đúng không? Thế bây giờ lấy cái nào của ngọn cho mạch lạc rõ ràng nào, nhìn phương vị của nó chỗ nào đẹp nào, ngắm đi, tư duy đi. Nhìn thì rất ngon đấy, nhưng không đơn giản đâu. Bây giờ cái này là cái không muốn để đúng không? Loại. Chứ không còn phí cái cốt này. Của chú em cái cốt này đẹp lắm. Đấy. Loại cái phần này. Đấy, khi ta loại cái phần này thì ta mới nghiên cứu được các cái cổ ngọn. Xem là có nên lấy vùng này không. Chứ đừng lấy đây. Lấy đây là hết đường đi đấy nhá. Lấy cái này là hết đường đi đấy nhá.
rất dễ dính lấy cái trong này đấy. Rất nhiều người sẽ dính vào cái đòn này. Khoan là rất dễ dính vào chỗ này này. À, nếu con ấy thì phải lấy mở ở tận đây. Lấy mở ở tận đây thì mình lại đón mầm khác ở cái vùng này. Nếu đón được cái mầm ở cái vùng này thì mới chuyển được cái này. Đừng nhìn ở một chỗ. Nhìn ở một chỗ là đến lúc tại sao cây này cụt hết, dần dần đi sâu rồi cả. Cứ cuốn vào cái là đến lúc hết sạch không còn cái gì cả. Đây. Đấy. Rõ lý thì mình đã ra của họ Thế nếu đón thì chúng ta đón ở cái vùng này này qua này. Đón ở dưới gầm này này. cái ẩn Dưới dưới cái phần âm này nhá. Nếu đón thì đón ở cái phần âm này. Đón ra thì nó mới đẹp này. Thấy thì nó mới đỡ được cho cái cổ ngọn này. Thì chúng ta mới diễn được đúng không? Thế nhưng mà khi đón ra mà không khéo thì cũng cái vùng này lại loãng. Khó lắm đấy nhá, không phải dễ đâu. Bây giờ tư duy được không gian thì mới làm được. Sắp đánh dấu cho cái dây vào đây. Phía này khoan này. Cái này khả năng vẫn phải đánh dấu một phát ở đây cái đầu này. Không, em làm thấy chưa đúng rồi. Đấy, cái dây một cái dây nhỏ ấy. Dây nhỏ vừa vừa thôi, đánh dấu phát là ăn ngay. Đây nhá. Có đây là sau là quên mất ngay. Đệm được một cái cành đỡ vào đây này. Và Đấy. Ăn thêm một tầng đỡ này nữa thì sau này mình mới lại xử lý cái này. Cứ thích cắt cái này. Dùng cái này thôi. Để cái này cứ vênh váo suốt. Thôi cắt đi, cắt, cắt, cắt. Đấy, cắt đi. Ở đấy quên, quên. Ý là tránh xa ra, đúng không? Đấy, vậy một tí dây ở đây sau này mình có là cái tay này nó quá to rồi. Hãm cái tay này nè. Nhường dinh dưỡng cho cái vùng này. Rồi, ok. Ủa, này. Cùng này nó mới dối. Này mới là cái vùng lanh tanh bành. Đấy. Mở nó ra này. Dối khiếp người. Dối khiếp người. Phồn tẹt thì cốt thích thật được. Nghiên cứu hộ cái vùng này xem nào, thử xem là có nhai được không, kéo cho cái này thì chắc mấy chứ để phát này là hơi căng. Mọi người không đẹp là người cảnh giáo mà mất cái đặt tiền do mà tức là sao lại về làm chồng con cái con bút thao thì ba nó không làm được rồi. Nét này đi, chỗ này là chỗ rất khoai. Chưa nữa.
Con này mà dựng xong bộ form chuẩn cũng ghê đấy. Phần này một cành đỡ nữa này nhé. Thoát khỏi cái vùng này, một cành đỡ đưa cái cổ về đây này. Mà ấm ngay. Ấm ngay. Cũng thiếu cành. Rồi, ok, thế là được rồi. Cái nét này ra phải đưa lên một ít này. Chứ mà sau là bị răm nó ra là bị chúi ấy. Bỏ thì thương, vương thì tội, những cái nét này kiểu cái cách làm này là làm lúc lúc nhỏ không tính được hết đi trường, làm lúc nhỏ nó không tính được hết, thế là tận dụng. Chính xác đây nó là cái đường dẫn chính, cái đường mạch chính ấy. Đấy, xong bóc bóc bớt đi, bóc bớt đi nhưng mà để cho nó vào đây để cho nó ấm. Nhưng thực ra mà nói là để những cái chỗ này là về sau nó bị khép, nó không thoát ra được, xong cuối cùng lại lại chia chia theo hướng khác. Nếu mà lấy từ đây ra mà bỏ cái này đi thì từ đầu thì ok, nhưng bây giờ cắt đi thì lại toang hoảng, đúng rồi đấy, lại thế cơ, xong cuối cùng không cái gì rõ ràng mà bây giờ bỏ đi là hụt. Này ông này chỉ cắt cụt. Nhưng mà về sau nó không còn chỗ cho nó nữa. Nên là trong cái thiết kế ngay ban đầu này mà không tư duy tốt là cực kỳ nguy hiểm. Dính đòn ngay. Nào thì bây giờ lấy cái này. Lại cả một cái lớp dưới này nữa. Hay là các anh lấy cái nào? Rồi. Bởi vì dăm nó phải ra dăm cơ, còn không làm mà không cẩn thận là cái bộ dăm sau này nó toàn này, như cái gai ấy. Một loạt thì cái gai mà nó không có đường dăm. Dựng dăm đâu phải chuyện đơn giản. Nếu có muốn có bộ dăm mượt thì nặn bóp khủng khiếp. Tất cả những cái vênh váo này này phải đi cho nó nằm vào đúng phương vị của nó. Đây, ví dụ chẳng hạn nhé, cái dăm trên lại dăm dưới này, cái dăm ở phía này chéo như này lại cái dăm dưới này. Bây giờ ví dụ mình muốn sắp một bộ dăm đẹp ấy thì mình lại phải sắp từ cái này điều hướng để cho nó nằm đúng cái nằm đúng ra. Đấy, đấy là cách làm hay làm. Quý vị có thể lưu ý những cái việc này. Không có là cái dăm của chúng ta khi chúng ta lại cắt dăm nên là cứ cái trên lại cái dưới, cái trên lại cái dưới. Mình phải từ cái điểm xuất phát này. Từ cái điểm xuất phát này chúng ta phải điều hướng nó nằm đúng nằm ngang như thế này thì về sau ra bộ dăm nó sẽ rất rất đẹp. Từ một cái nhỏ nhất thế nhưng mà nó lại là cái rất quan trọng, nhìn thì có vẻ như có thể bỏ qua nhưng mà nếu không làm chi tiết các cái phần đấy thì về sau lại hỏng tiếp.
Đấy, chữa cái chỗ đấy đi khoa. Nào, còn cái chỗ này theo giáp làm nào. Điểm xuất phát chưa tốt đâu đấy. Điều nó nằm xuống một ít nữa. Díu lắm. Đấy. Tức là khi cái điểm này bắt nhịp sai từ đầu nhá. Đây là cái điểm, là cái nỗi nó bắt nhịp sai từ đầu. Nếu chuyển cái dăm ra phía ngoài ngay từ đầu thì sẽ là cái điểm xuất phát tốt, còn không có về sau nó sẽ, nếu chuyển, nếu không lấy cái này mà lấy cái này ngay từ đầu thì sẽ chỗ này sẽ khác và chỗ này sẽ khác, sẽ lấy đẩy ra ngoài này thì nó sẽ thoát cơi, còn nếu mà lấy đây rồi thì lại thấy bên này đấy, bởi vì nút nó còn bé, không hình dung ra được, mình không định hình được cái không gian cho nó. Nên cuối cùng là đến lúc là cứ lấy cái này lấy cái kia, cuối cùng là nó dẫn đến cái tình trạng này, là về sau là bí xì xì không thoát được nữa. Thế thì bây giờ cái chỗ này giải quyết như thế nào? Chỗ này giải quyết làm như kiểu một cái cành đỡ thì sẽ đón được cái cành này dài hơn ra ngoài, thoát ra ngoài thì cái này nó là tầng trên, nên là phải khống chế cái này đến đúng tầm của nó. Đấy. Cái này nằm như này là đúng. Khoa làm như vừa nãy nó chưa được đến tầm của nó đâu đấy. Còn bây giờ giáp nghiên cứu kéo cái này xuống cái góc đằng này, nót vào, kéo căng tay thì mới xuống được, thì mới nặn được cái điểm xuất phát tốt, thì sau này ta làm một cái bông đỡ ở đây, còn trên này bắt đầu xây dựng quả phúc vào những một cành đỡ dạng này thì sẽ đón được cái cành dưới này dài ra, thì cái bố cục nó sẽ đẹp, nhìn nó sẽ hai cành nó đuổi nhau, nó đớp nhau. Còn không khống chế được thằng này thì là hỏng tiếp. Thế bắt đầu là phía sau cái bông này nó sẽ sai. Điều tiết mà không khéo là phía sau nó cứ chồng lấn. Ổn chưa? Trong cái lúc làm mà không tính toán hết được, cái lúc nó còn nhỏ mà không tư duy được, rất dễ dính phải cái tình trạng đó, là về sau này sẽ rất là bí. Mà ví dụ chẳng hạn một cái form cây như, ví dụ chẳng hạn một cái form cây nó cỡ cây nó to, thân nó to như này, thì chúng ta nên xây dựng như thế nào để cho nó vừa phải cái bộ bông dăm, về sau nó đủ đẹp đúng với cái tầm của bonsai, tính toán được trước. Không tính toán được trước là về sau là sẽ dẫn đến cái tình trạng bị thừa chi dăm, thiếu không gian cho nó. Cột thích nhỉ, đẹp quá, đúng cột đúng tầm bonsai. Lọc qua cái phần này đi, quay dễ nhìn tí nữa dễ giải thích cho các bác dễ nhìn hơn. Chứ mình Khoa nhanh tay móc cái bên này xuống rồi đi. Rồi. Thì mình chia được các cái chi này ra thì đâu mình đến lúc mình xây dựng nó mới dễ, về sau nó cái quả form của cái này nó mới đẹp. Còn các bác mà không để ý về cái việc chia các cái chi này ra là về sau đến lúc này cái quả phúc này nó sẽ bị rúm,
nó không mở. Nó sẽ mở rất đẹp. Khoan nhanh tay móc cái bên này xuống rồi đi. Rồi. Thì mình chia được các cái chi này ra thì đâu mình đến lúc mình xây dựng nó mới dễ, về sau nó cái quả form của cái này nó mới đẹp. Còn các bác mà không để ý về cái việc chia các cái chi này ra là về sau thì lúc này cái quả phúc này nó sẽ bị rúm, nó không mở. Đấy. Nó sẽ mở rất đẹp. Này xem này, làm nào vừa kéo vừa điều, nó nằm nút phía đây đằng này một chút, buộc ở bên này này, khoan này, buộc ở bên này không, kéo chéo ở bên này, tốt nhất là lấy một cái tăng đưa nhỏ ở đây thì xong, bắt đầu mình điều mới được chứ kéo tay không kéo nổi cái này đâu. Con này thôi mà vẫn phải dùng đến thiết kế đi như này. Bên kia đây, nót đây, nót ở trên, nót cả ở dưới nữa. Đây nhá, kéo chéo răng này, tìm điểm đi, tìm điểm khéo quá, dưới này xem, dưới đi, lấy tô vít tay, phải lấy tô vít, phải lấy cái gì đó nhanh tay vào, có điểm nào không, xong rồi nót cẩn thận, nó cái cùi này đẹp lắm đấy, xong rồi cứ chú ý mỗi kéo cái thăng đơ này không mà cuối cùng bỏ quên cái cùi này, toàn củ gừng, củ riêng cả đấy. Bao nhiêu năm mới được ấy. Rồi ok. Sang rồi. Nào. Ráp điều cho một nét dưới gầm này được thì tốt. Đấy. Lọc cho nó thoát cái phần này ra này. Và bớt này một cái nét ở dưới này. Vẩy được một phát ra nhỉ. Yeah. Khoa thích nét nào? Cái đường chạy này này. Làm nào để cho nó đẹp? Đường nó có vẻ hơi dài. Dài nhưng mà không dài không được. Nếu mà ngắn thì nó lại ngắn thì nó lại bằng cái trên này. Có nghĩa là cái nét này nó phải thoát ra tận ngoài này cơ. Cái nét này về sau nó ra tận ngoài này cơ. Mảng khối nó ra tận ngoài này. Thoát ra khỏi cái bóng trên này thì nó mới ra được cái hồn của cái cây ở cái góc này. Còn không có, nếu nó bằng nhau này, này bình thường nó phải ra tận ngoài này, cái này đến lúc hoàn thiện xong cái bộ răm nó ra tận ngoài này. Thoát ra ngoài này thì nó mới thoát được ra khỏi cái phần trên này. Không, cái giáp ấy chú ý nó hơi gành nên được rồi, từ từ anh bảo không cần đâu, từ từ em muốn đáp hơi sang bên này. Không, nó đang chạy này thì mình còn phải vẩy bên này nữa cơ. Mà nếu mà nhìn bên này hai thằng này nó đang cụp vào nhau, không kệ nó, mở ra đây. Mở ra đây á. Không, không diễn được cái đường này, chuyện đơn giản đâu.
nhưng vẫn thích một cái nét gì đó ở dưới âm này này, nó na đà ở dưới, nó đón ở dưới gầm này này. Bởi vì cây này phải xong cái là phải nhấc nó lên một ít đấy Khoa, nhấc toàn bộ cái khuôn này nó lên một ít đấy Giáp, đang hơi bị tụt đấy, này nó nổi lên một ít nữa và cây này nó phải vào chậu khác, nhưng chậu này thì không hợp, chậu hơi bé, chậu bé quá, chậu này nhỏ quá. Đội ngũ chỗ này mà không để ý là sau nó bí xì xì này. Ví dụ chẳng hạn để cái này là hỏng cái này đấy, những cái mảng khối dăm như này để cái này hỏng luôn cả cái vùng này. Thế bây giờ tiếc thì lại để cái này xong cuối cùng lại dính lại vào cái này đấy, mà cắt đi thì lúc này trước mắt cắt đi là nhìn nó sẽ hơi trống, nhưng mà chính nó mới là hiệu quả. Đắp vẩy cho cái nét này xuống dưới và dưỡng cái nét này ra ngoài này. Có dùng thằng này quay xuống dưới, dùng này quay xuống dưới làm nét dưới gầm này, nhưng mà phải đi cái dây vào đây cho cái điểm xuất phát nó thật tốt xem nó có đạt không. Gá dưỡng thôi, không cần mạnh tay đâu. Đấy, cái nét đi nằm ngang ra, lấy cái nét kia ném xuống đón ở dưới gầm. Nhiều khi làm như thế nó mới hay bị xoay ấy, Khoa. Thôi được rồi, cứ ấy đi. Lần sau có cái nét này, cái này này, khoác vào cái này oánh sang thì một phát ăn ngay. Chỗ này chữa lại chỗ này. Sau lấy lại về thăng bằng về nối này thì mới đẹp. Đẹp hơn. Xuống không được, vẩy lại này xuống này nhá, vẩy này này. Đấy, về sau đón những cái nét gầm nó rất là phiêu. Chỗ này là cái chỗ các em đang bí xì xì. Đón được cái nét ấy. Khoa để ý không? Thêm nét âm. Thêm cái nét âm này nhìn nó dễ chịu hơn này. Mặc dù bây giờ nó như vậy thôi nhưng mà về sau nó sẽ rất là ok. Đấy, nhìn hoa mỹ ngay. Cắt chuyển cho cắt chuyển cái vùng này, cắt sát ở đây đi, đừng lấy ra ngoài này để sau mình đón mầm. Đấy, từ từ. Này là bị vít xuống căng quá, lớn mạnh quá, vít sệ cái này. Thôi cứ cắt đây đi, xong rồi lại tính. Không hãm là phần sau bị to. Này phải dây đủ mềm mới, đừng có mà đưa dây cứng nó tổn thương ngay. Chữa cái cổ này mới khoai. Này cái dây này các con nhé, nhớ là những cái điểm này là nó là những cái cành nó yếu ấy, hình dung không? Này là nó mình có dưỡng thì dưỡng bằng các cái dây mềm này. Đấy, nó còn đang chưa được đủ khỏe, dưỡng nó phải nhẹ nhàng khéo léo.
thì về sau này nó mới ra được cái cung đẹp, cứ dưỡng thì thôi nó sẽ an toàn, nó không làm tổn thương cái kia. Chấp nhận thế này thôi, bởi vì không có đằng dưới nên nó không có mầm. Chẳng hạn nó là như thế này. Đấy, chẳng hạn là như thế này. Thế là về sau này, cái điểm này này, cái điểm này mình cứ từ từ mình điều xuống, về sau nó mới có một cái đường co. Đấy, nó như một cái điểm nhấn ấy, Khoa. Đấy, và chỗ này nữa. Hả? Ừ, thì nó sẽ phải nạ. Cứ tạm thời cái điểm xuất phát này đã. Cái điểm này quan trọng này, chứ đừng để ý các cái ngoài này. Đúng không? Anh này to thế này vẫn để hạn chế đi, còn chờ ở trên như kìa. Đấy, cái vùng này nhá, nó rất là khó này, cho nên là những cái đệm này, những cái điểm này này cần phải cái đệm để nó xử lý cái phần này. Không có cả cái vùng này nắng đây này. Còn lấy xuống đến đây, nếu chúng ta mà lấy xuống đến đây, đây nó là một cái bông đệm đỡ nhẹ nhàng cái vùng này. Đấy, cuốn thế này thì nó sẽ rất đẹp. Nếu dùng ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần cổ ngọn của cái vế này, hình dung không? Vừa đủ to quá là ừ, vừa đủ thôi. Nào, đi một cái dây vào đấy. Phần này mới là phần khoai này. Giờ phải chia làm nào để cho nó thật hợp lý ra, để phần dinh dưỡng cho cái này, cái cổ ngọn này. Nó đang là trục thẳng đấy. Đang là trục thẳng đấy, trục cái trục đấy mà không lái được cái cổ ngọn khéo là về sau là không còn đường để mà đi luôn. Chứ có phải dễ đâu. Này, còn cái vùng này này mới là cái vùng khó này. Cái vùng này là phải chia chia theo cách này này ra này, chia đều á. Móc chia đều á. Để làm cho nó đấy, vẩy nét ra này. Bây giờ mình cắt đến tận đây là thì mới đẹp. Thế nhưng mà cái mầm nó lại nằm ở cái phía này, khả năng cắt ra bạn không có. Thằng này vẫn hơi dài, cắt hợp lý hơn. Nếu mà để nhìn vào góc bên kia thì dài lắm. Đây này, mới đi nhìn ra là cái vấn đề. Đây, đấy, đáp tình phết đấy. Thống nhất là cắt. Cứ tưởng bình thường, đấy, mọi khi không trả lời đâu, nhưng mà hôm nay ghê gớm thật. Không đơn giản. Không đơn giản tí nào. Vuông nét nha. Định chia ra nhưng mà vẫn không ổn đâu. Hơi dài. Dài. Hơi dài. Hơi dài. Đấy. Vậy được cái nét này ra này, nó sẽ dễ chịu hơn này. Dưỡng khéo cái này ra đây, cái này về sau này sẽ được một cái bông đẹp. Dưỡng nhẹ chứ anh này anh phát triển ghê lắm. Phát triển mình phải để cho nó trùng ấy, Khoa, hình dung không? Không cảm nhận được. Mai nó lớn đấy, lớn nhanh, anh lớn nhanh lắm. Mm-hmm.
tạm thời này đã. Là sinh ra từ Bạch Tích. Điểm xuất phát nó tốt thì về sau là sẽ tốt hết. Rồi ok. Còn cái ngọn này tính sao đây bà con? Ngọn này là ngọn khoai. Nó cận quá. Ngọn này là phải dưỡng được nó ra. Cận mà cắt cái móng nọ nó căng vỏ ngọn này là khoai rồi đây nhá, ví dụ chẳng hạn như này nhá, cái cổ ngọn nó nằm như này là sẽ đẹp hơn nhá. Để dưỡng một cái mẫu ở đây nhá, dưỡng một cái mẫu ở đây, ví dụ về chẳng hạn như cái cổ ngọn này nó nằm như thế này thì quý vị mới để quý vị dễ hình dung này. Tức là nó phải thoát ra khỏi cái trục này đây, ví dụ như này. Đấy, ví dụ chẳng hạn nhá, nó phải thoát ra khỏi, nó thoát ra khỏi cái trục này thì về sau nó mới ra được cái nét của cái cây. Thế nhưng mà cái điểm xuất phát nó quan trọng nhất là lúc này, điểm xuất phát này mình lấy cái nào thì cái này lại là cái nằm, nếu lấy cái này nó khép vào trong, còn lấy cái này nó sẽ mở ra ngoài. Thì chính mấy cái mầm nhỏ này, một trong mấy cái mầm nhỏ này là cái mầm nó có cái điểm xuất phát tốt hơn. Đấy, nó không phải là cái này. Nếu lấy cái này là bị đồng trục, là bị thẳng. Còn nếu lấy cái đây ở góc máy này quý vị sẽ dễ hình dung hơn. Thế nếu lấy cái này thì có nghĩa là nó sẽ đồng trục, và lấy cái điểm xuất phát này ở phía ngoài này thì cái đường cung ta dưỡng ta mở ra đây, về sau nó cái đường thân nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ rành mạch được cái đường thân hơn. Đấy, nó lại thế cơ, chứ không phải cái to mà chúng ta nhìn thấy. Và bây giờ nếu mà nặn được cái to này xuống dưới này thì cái chỗ này cũng đã hỏng, sẽ không tồn tại được nữa. Xong lấy từ cái lại mầm dưới này xuống. Đấy, đấy đang đây nhá, một trong các cái điểm này nó phải mở ra phía ngoài này thì chúng ta mới ra được cái đường cổ đẹp. Đấy, ví dụ chẳng hạn như này, chúng ta mới ra được cái đường cổ đẹp, đúng không? Đường cổ đẹp thì sau này đến lúc mình có văng cái tay ra, mình lấy đi đâu nó cũng đẹp, lấy thế nào nó cũng sẽ rất đẹp. Cho nên là cái điểm xuất phát nó rất quan trọng. Cái này nó bị cận quá. Đấy, nó không cận mà nó cái không thể thoát được ra. Phát cắt cũ ấy. Đây, đúng không? Nhìn thì tưởng chừng là đơn giản. Đấy, nhưng không đơn giản chút nào. Nếu mà chúng ta chọn sai điểm xuất phát, nếu cái cung này mà nó không với ra khỏi, không thoát ra khỏi cái trục này. Đây là cái đoạn với ra này. Đấy, cái đoạn này nó với ra này, để thoát ra khỏi cái đường thân này thì nó mới ra được, thoát ra khỏi cái cổ này nó mới ra được cái nét này. Bây giờ chỉ còn cách là những cái mầm này. Đấy, văng ra. Một trong hai cái mầm này văng ra. Đấy, thì nó mới tạo được cái điểm đẹp. Còn nếu dùng cái này mà lúc này có uốn, có đánh hay là có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ đạt được. Nên chính vì điều đó là Nam cũng muốn giải thích kỹ hơn một chút để quý vị có thể dễ hình dung hơn về các cái đường chạy của cái cổ. Nó khi nó thoát được ra khỏi đây thì ok hơn. Còn bây giờ nếu mà có vam, có cắt nhả hoặc là có uốn dây thì cái này cũng rất là cứng, nó sẽ bị hỏng mất. Nên là chính vì điều đó là Nam hôm nay cũng sẽ phải loại hẳn cái này và chúng ta chờ dưỡng hẳn hoi tử tế. Bởi vì chỉ một thời gian ngắn thôi thì các cái mầm này nó sẽ to bằng này. 2 tháng, 3 tháng nhỉ? Còn mấy tháng. Nhưng sẽ phải chữa, nếu không chữa thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra được cái cây nó đẹp. Đấy, thế là chúng ta có thể dưỡng từ đây, đúng không? Đấy, dưỡng dần từ đây thì chúng ta diễn đây. Cái này phải lấy một cái loại dây thật mềm ra nhé. Đấy, cái nó tước một cái tí dây ni lông ấy, tí thôi, tí thôi, nhỏ nhỏ con thôi để dưỡng vào đây. Này là quý vị có thể dễ hình dung hơn. Sau này chúng ta có nên cổ ngọn, chúng ta có lấy tay thì nó thoát ra khỏi cái trục này thì mặt nào cũng đẹp nhá. Đây, kể cả vế sau này, kể cả các cái vế này thì quý vị cũng dễ hình dung hơn là nó sẽ nhoai ra khỏi. Chứ nếu mà chúng ta lấy ở đây nó đồng trục, phía sau nó thẳng tắp là mất cây luôn, mất hết cái đường thân cây luôn. Nhìn nói mất cây mai các bác lại mắng chết. Cổ ngọn nó quyết định rất nhiều, rất quan trọng. Tí tí thôi, nhỏ nữa thôi, tước nhỏ ra để gá để dẫn ấy.
dưỡng ấy. Như kiểu cho trẻ con ăn bột ăn dặm đấy, nghiền như kiểu cháo ấy, thành nước ấy. Chứ những cái cốt cốt như thế này mà chúng ta không xây dựng được thì quả là phí đúng không? Đấy, thời gian ngắn là đẹp ngay. Thôi cứ gá gá nhẹ nhẹ, dưỡng nhẹ nhẹ, quấn quấn vào cho được. Quyết định luôn này. Nào có cái mầm đấy rồi, thôi được rồi, thôi được rồi, lên đấy thôi. Đấy, cài vào cái khe đấy khoan đấy nhá, cái đường cổ đúng không, thoát được ra cái thế này thì đấy, đường cổ mà thoát được ra khỏi như này thì nó sẽ rất đẹp đấy, quý vị có thể hình dung được không đấy, thoát ra khỏi. Thì nếu chúng ta lấy ở đây là nó cận luôn và mất luôn cả cái đường chạy, cái sau này nó sẽ không bao giờ đẹp nữa. Sau con lấy tay ra đây, có cuộn cuộn lên về đây, lấy tay ra phủ để chúng ta kết thúc cái quả phúc, nó nằm về phía này, về phía bên này. Quý vị có thể hình dung là về phía bên này, quả phúc khi nó cuộn cuộn lên đẩy lên nó nằm về phía bên này thì nó sẽ hợp với cái dáng này, với cái nét phóng bên này. Thế là về sau này là đến lúc nó sẽ kết thúc vào đằng này này Khoa nhé, nó sẽ về đằng này, nó sẽ quay về đằng này, quả phúc này sẽ đến lúc đủ tay nó sẽ quay về đằng này thì nó mới hợp với cái nét phóng này, chứ còn quả phúc mà lại quay về bên này là ngược với cái nét phóng này đúng không, mất cân bằng, mất cân bằng ngay. Nó như kiểu nhà xây đằng sau nhà có cái ao rất sâu ấy. Thôi, Nam cũng xin kết thúc công việc ở đây. Nam thì cứ tiện công việc lại chia sẻ một chút đến với quý vị và các bạn. Nam đây xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ Nam trong những cái thời gian vừa qua. Nam đây xin cảm ơn.